Malai đi đường này nè, nửa đêm lúc mà trời mưa đó, cái ông kia ông thấy ma tóc dày nè, mặc áo màu trắng mà có nước khúc à, nó bay từ từ chỗ mấy người mà phơi đồ ban đêm đó, lại liếm đồ đó. Rồi ông mới thấy, ông mới nói kìa Malai kìa tụi bay ơi, mà lúc đầu có mình ổng mà, rồi nó rượt ổng, rồi khúc sau á thì ổng kêu á, nói kìa tụi mày cầm cây rượt cái đi, mau mau nó chạy vô đi tới nhà mát á, mất tiêu nữa. À má đừng gục, chớp nè, có chớp luôn, thấy rõ ràng luôn. Bởi vì người ta nói ở đây á, vô được là ra không được, khung máy voi. Đó giờ em chỉ nghe thôi chứ em chưa có thấy bao giờ á. Nhưng mà chị có thấy bao giờ chưa? Có. Trời ơi, chị thấy luôn hả? Thấy mà cũng đâu có sợ gì đâu. Nè ở đây nè, đó, chỗ cái cây đó. Đây mấy ông tà ở đây linh lắm. Ở đây có bữa đó có chú đó lại xỉn rượu đó, uống nè, đây chơi rượu đây nè. Rồi ổng ngủ đó, ổng ngủ đây rồi nửa đêm ổng kêu đứng dậy. Đứng dậy rồi ổng chạy, mà ổng chạy té. Té lộn mèo luôn. Có bữa kia chôn cái ông nó cũng bị xe đụng gãy cổ đó. Dạ. Và cái bà bán cà phê đó. Chắc chiều nè, là bà thấy ổng chạy ngang hớt ngang luôn, không có cái đầu luôn á. Xin chào tất cả mọi người đến quay lại cái video tiếp theo của Di. Hiện tại Di đang có mặt tại một cái nghĩa địa ở Sóc Trăng. Theo người chị kế bên của Di chia sẻ, đây là cái khu nghĩa địa mà vào được không ra được. Khu mã voi. Khu mã voi hả chị? Đây là khu mã voi không ạ. Nghe cái tên này giống như ở trong phim quá cả nhà. Dạ. Thì hồi nãy chị có chia sẻ mình là ở cái khu này nè, có một ông chú là ổng sống ở trong Gò Mã luôn. Dạ, cũng khu nghĩa địa luôn. Khu nghĩa địa luôn. Là ổng sống ở khu dưới đó hay sao chị? Đó, chỗ nhà mát á. Dạ. Nhưng mà cái chú này là như thế nào mà chú sống ở đây chị? Hồi đó ổng ở bên nhà có Campuchia đó. Dạ. Rồi ổng thôi vợ ổng về đây, rồi bây giờ ổng không có nhà cửa hết trơn, vợ con gì bỏ hết trơn rồi. Rồi ổng người ta quậy đó, rồi ổng lấy xăng ổng đốt người ta, giờ ở tù mới ra. Dạ. Vậy là ngày xưa là chú là có vợ nhưng mà bị vợ bỏ ha? Vợ bỏ. Rồi phải đi ra đây sống. Nghĩa sống. Là... Rồi bà con dòng họ thì cho ăn lâu lâu, cho ăn người chút. Để mình tìm hiểu cái câu chuyện coi như thế nào cả nhà. Ở đây nhầm khi tối mấy bữa kia người ta thấy ma nữa. Thấy ma luôn hả chị? Malai á. Malai hả? Nữ nha. Dạ. Rồi nó chạy vòng như nè, người ta rượt nó. Mà một mình á, vậy nó rượt mình. Còn đông người á, mình rượt nó chạy. À. Nó chạy từ từ vô nhà mát, nó biến mất tiêu. Trời ơi, ghê vậy chị. À, lâu lâu có hoài đó, ở đây. Bởi vì ta kêu là khu dưới địa, vô được ra không được hả? Dạ. À, chú đây. Nghe chị kể mà có Malai nữa, ghê vậy trời. Sao ông chú không dám ở đây ta? Ông ở đó, ông ở đây, sống ở đây, ông có sợ đâu. Ông quen rồi. Rồi người kế bên cho mì gói, nồi, bếp ga, nấu. Rồi chú thấy mình chú mặc áo vô. Kìa, mặc áo vô. Rồi lên nó ngồi đi. Lên chú mặc áo ngồi. Lên nó ngồi chú không? Ồ. Ôi em thấy chị chỉ hình như là chú không có nghe được hay sao chị? Hả? Chú không có nghe được hả chị? Không nghe mà mình nói chuyện ổng nghe. Dạ. Chị nói chuyện là chú nghe hả? Nghe. Thì em gắn quá. Cho con gắn cái này giống như con nha. Chú nói chuyện ra nha. Hay là chú nói được nhưng mà chỉ là chú không có nghe được thôi. Không nghe được. À chú là không có nghe được. Chú nói được không? À. Nói được không? Chú tên gì? Tên gì? Tên gì? Chú Long á, tên gì? Tên gì ha? Ờ, à, tên gì? Danh Long. Danh Long. À. Dạ. Sinh năm 1965. Dạ. Rồi. À. Chú nói chuyện rất là dõng dạc luôn. À, ở đây thì con thấy có nước uống, nước uống, nước khấn nước mưa. Khấn nước mưa để uống. Đây mình thấy mình có rất là nhiều chai nè. Còn cái chiếu đó chú,
chiếu để chở tối chở mới đỡ cái này lên à. Chú ngủ ở trên cái mộ luôn, ngủ trên mộ luôn, tại vì mã này chưa có chôn. Ủa à, mã chôn là mã bên này, còn mã này chưa chôn à. À. Ủa sao mình biết cái não là chưa ta làm sẵn á, làm sẵn à. Dạ. Có nấm là... có nấm mới là chôn rồi, chưa có nấm là chưa chôn. Dạ. Kiểu người ta làm sẵn á. Dạ. Ủa nhưng mà sao em thấy có tên rồi chị? Có tên mà ta để sẵn vậy đó. Chị nào chết á, người ta mới ghi tuổi, họ tuổi vô. Dạ. Này chưa có ai chết. Còn mấy người chết gì nè, nó lên u vậy nè. Là người chết rồi đó. Dạ, có nổi u lên là có cái núm mồ ha. À, à. Còn những cái mà bằng bằng giống như chú Long đang ngồi là chưa? Chưa. Ủa nhưng mà ở đây em thấy là mộ đôi hả chị? Mộ đôi, hai vợ chồng. À, hai vợ chồng. Đó, ông bà. Dạ. Đó bên đó cũng chôn ông đó, còn bà bên đó đó chưa chôn đó. Đó, hai dạ. Mộ đó kế bên. Ủa hình như em thấy phía xa xa bên kia hình như có cái miếu hả chị? Không, cái mồ. Không, màu đỏ kìa. Ừ. Chỗ gốc cây đa hay gì đó. Có, miếu ông tà, miếu đó linh lắm. Miếu ông tà hả chị? Miếu ông tà, linh lắm đó. Linh lắm hả chị? Ngủ đó là ông nhát. Dạ, ý là ở đây có cái trường hợp nào mà bị ông tà nhát không chị? Có một người đàn ông đó đã nhậu xỉn đó. Cổ dạ. Ngủ, kêu giò nha, kêu giò nó. Mày đi ra chỗ khác nha, mày đừng có ngủ đây nha. Ngủ đây mày chết tao, ông sợ quá, ông mới chết rồi. Ông chết rồi. Ừ. Ôi. Linh lắm. Ở đây cũng vậy đó. Ai yếu là nó nhát hết á. Thế đó là kêu cây bồ đề. Cây bồ đề. Cây bồ đề. Chú Long có vợ không? Có vợ, có con rồi nhưng thôi lâu rồi. Dạ. Thôi năm 1997 giờ. Nó bên Campuchia. Hồi xưa làm sao mà chú Long đi Campuchia? Hả? Chú Long đi Campuchia làm gì? Lúc trước làm gì hả? Lúc trước cả đi bọc giác, rồi đi bán cà game. Đi Campuchia làm gì? Hả? Campuchia. Cam á. Campuchia làm gì? Đi. Vợ con ở bên Campuchia làm gì hả? Chú Long á. Chú ở bên Campuchia làm gì? Bạn đâu hồi lúc bà già nuôi chết á về đây. Về đây tới vợ ở đây luôn đó. Trời, về đây là năm 1988. Về đây ở đây luôn. Dạ. Bà già ruột không biết. Dạ. À, cái này là cái gì chứ không? Này là người ta cho. Mình ra dấu thì chú Long hiểu cả nha. Còn mình nói chuyện khi chú Long nghe. Bên đây là rất là nhiều những cái phần mồ mã. Nhưng mà đây mình thấy giống như là cái sông hay cái ao rồi nè. Câu cá để dâm. Cái ao ở nhà nó chưa có đầy. Chú Long ở đây lâu chưa? Hồi tết tới giờ. Hồi mới ra tù. Ở tù vậy ở đó. Dạ. Sao chú Long không về nhà? Ý là sao chú Long không về nhà? Không có nhà. Không có nhà. Nó cả nhà. Rồi ở đây. Ở đây chú Long không sợ ma hả? Hả? Ma. Chú Long có sợ ma không? À người ta sốn trò thôi, đâu có nhắc. Ghê vậy? Còn này là đồ ăn chú Long hả? À, đồ, cái đó đồ người ta cho á. À. Trời, cái gì mà cơm, muối với rồi ớt, cái nước tương. Đó là, chỗ đó là ta bà lặng á. Ông tà người Khmer á. Dạ. À, chỗ cây bồ đề á. Linh không chú Long? Linh. À. Linh đúng không? Ừ. Ý là chỗ đó linh lắm hả chị? Linh lắm. Ai mà ngủ đó đây là... Đó, hồi đó tới giờ nữa nè. Thấy nè. Hồi đó thì mình thấy có cái miếu ông tà cả nha. Mình thấy chắc rất là linh á. Chắc hồi mình sẽ nhờ chị dẫn mình qua bên đó để mà mình coi như thế nào. Tại nãy chị có kể một cái câu chuyện khá là linh thiêng luôn. Mà tí mình sẽ qua đó để mình... xin ông tà mình quay clip thử, tại bên đó là có cây bồ đề rất là to. À. Rồi giờ chú Long làm gì? Hả? Chú Long làm gì giờ ở đây nè? Bây giờ đâu có làm gì đâu. Dạ. Đó, ta biết mà đâu có làm. Số đâu mà biết rồi bán số sao bán được. Nhiều khi ở đây rồi buồn á lại lộ,
ngồi chỗ cái quán quen á, ngồi coi xe chạy. Dạ. Yeah. Ở đây ngồi nhìn mã không nó có gì đâu. Và như khi bụng buồn mua xị uống cho đỡ buồn. Dạ. Yeah. Rồi tiền ở đâu mua? Tiền ở đâu mua uống? À, yeah. Tiền á. Hả? Tiền ở đâu mua? Tiền như khi người này cho 10 ngàn, cho 20 ngàn á, xài đâu có làm gì ra tiền đâu. Dạ. Yeah. Ở đây người ta cho hoài à, lâu lâu rồi đem cơm, đồ ăn lại. Nói chung là bà con ở đây cũng thương chú Long ha. Có. Dạ. Yeah. Nấu cơm cho ông ăn, này kia. Chứ sống một mình ơn ở đây. Dạ, yeah, cũng tội nghiệp ổng. Mà khu này, nếu mà bình thường không gan gan chắc không dám vô ở quá. Phải gan mới dám vô đó, ở. Hồi đó có đâu. Ở đó còn ở trong đó còn Linh nữa, đâu có ai dám ở đâu. Rồi bây giờ á, nội mấy đứa này nè, cắt nhà giờ vô nhà nhóc luôn. Dạ. Yeah. Mấy cái đó là anh em lớp xóm trọ. Dạ. Yeah. Trọ. Ở đây mấy người này thấy ma hoài à, lâu lâu nó kêu, lâu lâu nó kêu, ban ngày luôn nó kêu mình luôn nha. Yeah. À, chị gái đi vô nhà gửi đứa bé rồi cả nhà. Bây giờ sau đó chị sẽ đi ra để mà chia sẻ cho cả nhà nghe cái câu chuyện tâm linh ở đây. Riêng về chú Long á, thì hôm nay là mình gặp chú Long nên là chú thì không có công việc gì làm hết. Chắc mình sẽ trích cái tiền túi của mình ra để mình gửi cho chú Long. Chú Long, con có một ít tiền con gửi cho chú để mua cơm ăn. Cảm ơn. Dạ. Rồi cả nhà. Thì chú Long thì chú sống một mình ở đây à. Có chổi nè, thì chú quét dọn. Cảm giác như mình thấy chú sống đây mình cũng ớn ớn à. Tại vì khu này là khu nghĩa trang nên là cũng khá là rợn người khi vào đây ngủ. Là chị biết chú Long này chắc là lâu lắm hả chị? Lâu rồi. Dạ. Lúc mà chưa vô tù nữa. Dạ. Câu nghe cái câu chuyện mà chú đi tù á, nhưng mà nghe thì chắc nhiều người chắc sẽ sợ chú dữ lắm. Dạ. Nhưng mà khi mà không, mà ông này cũng hiền lắm, tại dạ, người ta làm gì ổng ổng mới ghét á. Đúng là cũng phải có lửa thì mới có khói. Vậy đó. Chung là thời tuổi trẻ mà ai cũng thấy ổng vậy đó, người này người kia cho tiền, thấy mấy đứa nít lại cho tiền mua đá bào ăn không á. Vậy hả chị? Vậy đó. Ổng là mấy đứa nhỏ nhỏ này ha. Nhỏ nhỏ không. Trời ơi, con có sợ chú Long không trai? Không có sợ hả? Thấy chú cũng tội nghiệp ở nhà, giờ không dạ, vợ không con, không nhà không cửa, cha mẹ thì cũng không còn, đất đai nhà cửa cũng không có luôn, mà sống ở trong đây. Dạ. Hồi nãy chị có kể em á là cái khu vực ở đây là có ma lai hả chị? Có. Là sao là chị? Đó ma lai đi đường này nè, nửa đêm, à, lúc mà trời mưa đó, cái ông kia ông thấy ma tóc dày nè, mặc áo màu trắng, mà có nửa khúc à, nó bay từ từ. Chỗ mấy người mà phơi đồ ban đêm đó, lại liếm đồ đó. Rồi ổng mới hay, ổng mới nói kìa ma lai kìa tụi bay ơi. Mà lúc đầu có mình ổng mà, rồi nó rượt ổng. Rồi khúc sau á thì ổng kêu á, nói kìa tụi mày cầm cây rượt cái đi. Mau mau nó chạy vô đi tới nhà mát á, mất tiêu nữa. Là nó chạy vô trong đây đó, nhà mộ đó, mất tiêu đó. À. Ủa nhưng mà em nghĩ là khu nghĩa địa thì chỉ có những cái vong linh ở đây thôi chứ sao có ma lai ta? Có ma lai. Sợ mà... người mình luôn nè, bây giờ người mình luôn á. À. Người em nghe á, nói ma lai là cái người mình khi mà buổi tối mà mình ngủ là rộng sức cái hồn ra. À nó có ba nhánh. Sức cái đầu ra. Đúng. Rồi mang theo đùm ruột hả? À mang đùm ruột chớp nè, có à, chớp luôn, thấy rõ ràng luôn. Bởi vì người ta nói ở đây á, vô được là ra không được, khung má voi. Dạ. Là nhiều người thấy ma lai lắm hả chị? Thấy. Là chị nãy chị nói cái khu bên nào là mình đi qua bản được không? Được đó. Đi, chị dẫn em đi thử coi. Trời ơi, nghe cũng em cũng tò mò quá. Lần đầu tiên em đó giờ em chỉ nghe thôi chứ em chưa có thấy bao giờ á. Nhưng mà chị có thấy bao giờ chưa? Có. Trời ơi. Chị thấy luôn hả? Thấy mà cũng đâu có sợ gì đâu. Ủa sao vậy? Lúc trước gì làm dâu ở đây gì hơi sợ. Bây giờ đi quen rồi, ban ngày ban đêm cũng đi quen rồi. Nhưng mà em thấy con ma lai nó ớn quá. Mà một mình á thì nó rượt mình. Dạ. Còn mình đi đông người là nó không có rượt mình, nó chạy. Đi đông người là nó không có rượt ha? Không. Nó chạy. Dạ. Ý là đây, nó sợ hả ta? Nó sợ mình á. Dạ. Nè ở đây nè, đó, chỗ cái cây đó. Cây nào chị? Cái cây hồng đó. À.
Ồ, ở đây có cái miếu ông Tà nè. Đây miếu ông Tà, ở đây linh lắm. Linh là sao chị? Nãy giờ đâu chị kể em nghe cái câu chuyện nào ở đây chị? Ở đây có bữa đó có chú đó lại xỉn rượu đó uống nè, đây chai rượu đây nè. Dạ. Đó. Rồi ổng ngủ đó, ổng ngủ đây rồi nửa đêm ổng kêu đứng dậy. Đứng dậy rồi ổng chạy mà ổng chạy té. Té lộn mèo luôn. Ý là ông Tà kêu ổng dậy hả? Kêu ổng dậy. Ông Tà dạ. Dữ lắm, cái này linh lắm. Đó hờ có mấy cái này không à? Không có mặt dạ. Ông địa ông gì đâu đó. Dạ. Ông Tà thì thường là mình về dưới khu An Giang miền Tây rồi cả nhà thì sẽ thấy thờ những cái cục tảng đá như thế này, có những cái hình hài cũng như là những cái vẻ đẹp riêng của từng tảng đá. Nhưng mà cái này là ngày xưa là ai lập lên hả chị ha? Chủ đất. Chủ đất hả? Chủ đất. Dạ. Yeah. Cây này cũng sống mấy năm rồi đó, ngàn năm rồi. Cái cây bồ đề này hả? Bồ đề nè, ngàn năm rồi đó. Nhìn chị em thấy to quá trời to. Bởi vậy đâu ai dám lại đâu. Lâu lâu người ta rủ ghen bạn bè lại nhậu đó. Sợ hoài à, người nào nấy chạy không à. Là chỉ có một lần đó là ông tới giờ luôn đó, không ai dám lại nhậu. Không luôn. Dám lại nhậu nữa. Không. Nhậu xong rồi nằm đây ngủ đi luôn. Mà không, nếu mà nằm ở đây thì ổng bẻ cổ chết. Trời đất ơi. À. Ổng có nói mà, ông kia lại kể. Bởi vậy đâu có ai dám lại đây nữa nhậu nữa đâu. Cái ghê vậy trời. Nhưng mà em nghĩ là nơi linh thiêng mà ngồi đây ăn nhậu rồi xả rác rồi khi rồi. Nhậu nhẹt rồi nói tầm bậy tầm bạ thì ông ta ổng phạt. Phạt. Còn riêng là những người dân địa phương đây, đặc biệt là những em nhỏ nè, ông ta rất là thương luôn. Thương. Dạ. Ai mà ví dụ mà giống như là người lớn đi mà đi ngoài đồng đi mà đánh những đứa nhỏ đi là ông ta về ông ta ông bẻ tay bẻ chân luôn á. Đúng. Thì ông ta là cái tượng trưng cho người đồng quê, tượng trưng cho những đứa trẻ miền quê cả nhà, ông ta rất là thương luôn. Đa số là ngày xưa, duy nhớ ông làm là ngày xưa những cái bạn mà chăn trâu ngày xưa nè, những cái bạn mà cắt cỏ ngày xưa đó, cứ ông ta cũng rất là thương. Có bữa kia chôn cái ông nó cũng bị xe đụng gãy cổ đó, và cái bà bán cà phê đó, chắc chiều nè là bà thấy ổng chạy ngang hớt ngang luôn, không có cái đầu luôn á, hớt ngang 6 giờ tối mình nè. Ghê vậy ta. Ừ. Còn á, bên bụi tre đó, ban ngày á, cái bà kia bà đi giăng lưới nè, kêu ê, không ai hay sao, kêu 2 tiếng. Đó, cây đó, cũng linh lắm, ở đây linh không à. Bởi vậy á, hồi có một lần hồi đó, bữa kia nhỏ chết 19 tuổi đó, bà kia lại sinh số đó, ra 19 luôn đó. Thật linh ơi. Lắm ở đây. Bởi vậy ở đây ai mà nói sầm 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 là rồi hồi là tới rồi đó. Hồi nãy chị nói cái ông chú mà bị tai nạn xe chết mà sao mà chạy ngang không có cái đầu là sao chị? Như là nó bị gãy khúc này rồi. Là lúc ông chết ông bị lại gãy luôn hả? À, gãy rồi. Rồi ông mới chôn đó, ông 49 tuổi đó, chôn đó. Rồi tới chiều. À cái mộ mà mới chôn đó hả? Mộ mới chôn đó. À, mộ đất đúng không? À, mộ đó là từ hiện. Dạ. Rồi 6 giờ bà tưởng mấy người này lên nè, đâu có lên đâu. Ông hót một cái, bà nói bà không thấy cổ. Mới chôm đó. Nhưng mà ở đây thì xung quanh đây thì em thấy cũng có một số nhà người dân ở đây nè. Ở đó vậy chồng không có ai ở đâu. Có nhà bà nội mấy đứa này là nghèo nhất nè. Nước cái gì vô ngập đầy hết trơn. Rồi đâu có ai dám đâu. Từ 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 mấy cắt nhà nhóc á. Dạ. Cái gì đó khổ lắm, ở chổng cũng có linh, ma tóc dài á. Trời ơi. Ồ, ở đó có cái giếng á. Có thằng nhỏ cỡ gì nè, mẹ nó cắt nhà em bệnh á. Nửa đêm á đi chơi giỡn hót á, giấu nó ở trong bụi cây á. Ừ. Rồi mẹ đi kiếm quá trời luôn, ai nhà hội đứng chỗ cái giếng, ma tóc dài á. Là cái dũng nước này hay sao chị? Không, cái nhà bên kia á. À, như là trong nhà ha? Trong nhà. Là ngày xưa là chị sống ở đây luôn hả? Tại ở đây được có sống ở đây được mấy năm mà tại về bên chồng. Còn ở trên đó là bà con dòng họ không à. Nhưng mà chị lúc mà chị quen anh là chị biết gia đình mình sau này về là sẽ ở đây không? Có.
Dạ, nhưng mà lúc đó chị có sợ hay là chị của mình có suy nghĩ như thế nào không chị? Cũng mới vô hơi sợ sợ, mới mã nè, dắt tới đó đâu có dám đi đâu. Rồi từ từ đi làm về 11, 12 giờ đêm. Lúc trước thì có cái thằng kia cũng bị chết trôi đó, bỏ dạ. Cái hòm ở đây nè. Từ hiện mình đã đi vô đó, bỏ nguyên cái hòm đó luôn. Cũng nằm vậy đó, cũng đâu sợ. Lâu dạ. Lâu mình sợ sợ đó, giờ hết sợ rồi. Tại ở quen rồi, đâu có sợ. Nhưng mà cái công việc của chị là mình đây mình làm cái gì chị? Bán vé số với đi rửa chén nơi này tiếp người ta đó. Dạ. Rồi giờ bắt nhỏ không có đi được. Rồi lớp này ở nhà trời mưa nó dột tới đây nè, đi tới nước ngập luôn, ăn giò hết trơn. Rồi bây giờ bớt mưa nó hơi khô rồi. Lúc trước thì mưa bão đó lớn, sập chỗ nhà, sập dĩa trơn. Tới nhà tôn giống vậy đó, còn dạ. Mấy người kia ta cắt nhà tường. Còn nhà chị là ở hướng nào? Đó, đi vô đó là tới rồi. À, vô đó là tới rồi ha. Ừ. Là cái nhà màu xanh hay là sao? Hay là nhà nào? Nhà bên kia luôn, à, nhà tôn giống kia. Vậy đó, nhà bên kia luôn. Bên kia. Rồi cái cuộc sống hàng ngày của chị là đi bán giấy số. Bán giấy số với dọn dẹp nhà cửa cho người ta đó. Dạ. Rồi ai cho đồ ăn gì cũng đem lại cho chú Long, đem cơm, đem gì cho ổng ăn. Dạ. Ôi sao em thấy mấy đứa nhỏ này nó cứ hay vô mấy cái gò mã nó chơi, nó không sợ hả ta? Không, không sợ đâu, với mấy đứa kia cũng vậy. Bên đây em thấy có mấy đứa nó đang lấy khoai mì nè. Quen hết trơn rồi, đâu sợ. Thì hai chị em mình đi qua đây cái chỗ mà chị nói con Malai. Ủa tụi con làm gì hả? Tụi con hái cái này cái gì đây? Khoai mì. Khoai mì hả? Hái con ngoại nó trồng đó. Khoai mì nhỏ. Ôi khoai mì sao nhỏ dữ vậy, sao mà bán được ta? Được, ký 5.000. Bây giờ bà ngoại nó còn có bà ngoại nó không. Đây là khoai mì nè cha, là cái cây này nè. Dạ. Đó cây khoai mì. Còn này. Bên đây là củ củ lùng. Củ lùng. Đây, mình cho ở nhà xem củ lùng nè. Củ lùng. Đây, củ này ăn rất lắm. Là ngon nha. Ở dưới quê thì ngày xưa hay đi ra mấy cái khu gò mã thì người ta sẽ trồng mấy củ này. Tại mình cứ nhổ lên về mình rửa xong mình luộc. Cái này đu ghe ốc bông bóc á. Dạ. Rồi bán. Ăn nó bùi dữ lắm. Dạ. Ăn nó bùi mà nó ngọt ngọt, nó thơm thơm. Nó thơm giống như cái mùi nước vậy đó. Ở chổng có ta kia, ổng bị liệt á. Dạ. Tai biến ông nằm một chỗ hoài. À, rồi có ai chăm không chị? Có, cũng có mà có chút chút à. Đi có đi vô chổng không? Dạ, chỗ ta, cái, đó dạ. Đi nó vô cái tế. À. Cái chỗ mà đường mà đi vô đó, chị cũng, nói. Cũng Ma Lai chỗ đó luôn đó. Đi, em chị thử coi. Đi. Con chào ba. Bà, con nghe nói đây có Ma Lai mà có không bà? Ai? Ma Lai á. Ma Lai. Con Ma Lai đó mà đó. Rút cái ruột á. Ở đâu? Đây ở nè, đây nè, hồi ở đó nè. Đó. Bà không thấy ha? Tại bà gì không thấy. Dạ. Nhưng mà bà ở đây bà thấy có ma không? Không. Không có ma luôn hả? Ôi mấy bà cụ ngày xưa không ai sợ ma hết trơn. Không sợ đâu. Để làm nó dắt chiều đi về ơi. Dạ. Nhà bên kia đó. Dạ. Có cái hẻm 420 á. Mà bà làm gì ở đây vậy? Giữ mã. Giữ mã. Ôi bà giữ mã thì đâu bà đâu có sợ ma đâu. Không sợ đâu. Nhưng mà giống như tụi con còn nhỏ nè, tụi con mới lớn lên thì con nghe mấy ông bà già xưa nói ngày xưa ở trong mấy gò mã thì ma nó nhiều, khi mình đi đâu hay bị ma nhát ma giấu á bà. Sao không? Hồi xưa thì không có ai ở đây, bây giờ nhà phải gây nhóc thôi, nhóc ma đâu mà nhát nữa. Dạ. Nhưng mà ngày xưa là có hả bà ha? Có. Dạ. Ở đây cũng linh đó nè, miễu này nè. Mà cái miễu này linh lắm hả bà? Hả? Cái miễu ông tà linh lắm đúng không bà? À, vui hồi tôi còn nhỏ tôi lại quay bò hả? Dạ. Cây mới lớn nha, cây bờ rìa nè. Dạ. Nó một cái trên một cây chấm á, cái chấm bự lắm. Rồi cỡ chừng 11, 12 tuổi à, lại quay bò ở đây. Rồi nó mọc cái chừng mà cái chấm nó chết. Người ta đốt đó, nó cháy á, nó đốt chết rồi thành ra mọc cây bồ đề nè, có cây bơ lớn nha, tôi còn nhỏ tôi biết á. Dạ. Nó mọc trên cái chấm á, thành ra cái kia chết đi rồi nó mọc lên luôn, mấy chục năm rồi. Dạ. Bây giờ tôi sống mấy gần 70 tuổi rồi. Rồi đó coi bò vui lắm ở đây. Vui là sao bà? Hả? Vui hả? Ừ, hồi xưa trời ơi đi ra tới đây thấy cái toàn là ruộng không, đâu có nhà cửa ai đâu. Dạ. Rồi bò mình thả một cái nhà vậy á, bò cỡ 1, 4, 5 con.
rồi bắt đầu xung nhau rồi mà đuổi ra đi đi ngoài ruộng nó ăn, nó đi đi tới mà chỗ mà cây mà chỗ rừng tiêu á, rồi nó vòng vòng nó ăn đi tới mà chỗ gì, chùa Vĩnh Nghiêm, không đi hút nữa, chùa Nghi Tiều. Ôi ôi, nó đi tới hồ nước ngọt nữa nha. Hồ nước ngọt. Đi tới hồ nước ngọt cái bắt đầu nó quay lại, tới giờ nó cỡ 3 giờ 4 giờ nó quay lại về nhà. Dạ. Một bầy vậy cỡ 5 6 cái nhà đó nuôi. Nhưng mà cái miếu ông Tà ở đây là bà sống ở đây lâu năm rồi đó, bà có nghe mấy câu chuyện nào mà tâm linh hay là ông Tà ổng bẻ tay bẻ chân ai mà quậy không bà? Không. Nhưng mà ở đây là bà thấy nó linh không? Miếu ông Tà nè. Người ta nói linh á, bà thành ta người ta cắt cái miễu cho. Dạ, con thấy có cái miễu là con biết chắc linh lắm á. Tháng hạn vậy người ta làm phước á. Dạ. Người Miên cũng làm phước cho luôn. Làm phước nấu cháo, nấu cháo, nấu này nấu kia cho ăn vậy đó. Ta làm phước á. Tại vì thường ông Tà là rất là linh thiêng. Dạ, đi đến những cái nơi mà ông Tà ngự rất là linh thiêng. Cái năm người ta làm phước rồi. Tại con thấy xây nguyên một cái vòng nè, cái vòng thành mà. Dạ. Đó. Bà quanh cái bồ đề. Bởi vì tôi trồng ở đây tôi quét dọn hoài luôn. Bây giờ nó mọc nữa rồi đó. Cây có trồng sạch sẽ hết chứ. Có khi nào bà quét đây ông Tà kêu bà không? Em thường á. Bà bán mì hả? Hả? Bà nhổ mì bà bán hả? Bán đi để cho chủ mã. Dạ. Chủ mã đó. Chừng nào giờ không nhổ đem đi cho người ta. Cái củ ngải này, ý lộn con xin lỗi, cái củ lùn này bà bán bao nhiêu một ký? Một ký là 20 ngàn. Một ký 20 ngàn. Ừ, rồi mình bán cho chùa mà vậy, chùa Lăng Ca đó. Dạ. 10 ký bán cho 15 ngàn à. Sắp tới là tới cái lễ hội nuôi ghe ngo. Nuôi ghe ngo đó. Lớn nhất ở thành phố Sóc Trăng đó cả nhà. Ừ. Nếu mà các bạn có đi qua đây để mà tham quan hoặc là theo dõi thì có thể là ghé mua cái củ lùn này nè, ăn thử. Mình phải nói là rất là ngon luôn. Ngon. Ở cái độ tuổi của mình thì nếu mà sao ở chùa Lăng Ca này là mua đem về làm đồ chai. Dạ. Mua tận 20 ký đó, rồi đem đi thành phố nữa đó. Mà cái này luộc ăn ngon lắm hả bà ha? Ngon. Luộc ăn ngon. Có gan mới ăn được. Ngọt ngay à, cái này ngọt ngay béo. Nhưng mà có mấy cái củ mà nó mềm á bà, củ non á mình luộc mình ăn nó đâu có sơ đâu. Nè, khúc này nó đâu có sơ đâu, còn khúc ở dưới nó mới có sơ. Cái này không có sơ đâu, ở dưới này mới sơ. Dạ. Rất là ngon luôn á. Ăn một cái là ghiền. Còn thí dụ như còn khúc vậy người ta đem đi về ta đâm á, rửa cho sạch, đâm lấy bột. Dạ. Bột đó là ta quấy lại nó cho dẻo lắm. Bà năm nay chắc 60 mấy tuổi hả bà? Hả? Bà năm nay 60 mấy tuổi rồi hả? Tôi sinh năm 3. Năm 3 mấy tuổi? 70 mấy tuổi rồi. Vậy? Ê, năm 3 đúng rồi, 70 mấy tuổi rồi. Cả chừng 70 79 gì đó. 53 tới năm 2003 là 50 tuổi nè. À, năm 2023 thêm 20 năm nữa là năm nay là bà 69 70 rồi. Hả? Bà năm nay là 69 tuổi rồi. 69. Anh vô chưa được, không có được vô nữa, làm tối ngày. Sao chị, bà nói sao chị? Không có được nghỉ ngơi á. Dạ. Làm mỗi ngày vậy đó. Tại bà mới chết đứa con nữa. Mẹ đó đi bỏ nó đó. Sao vậy, sao mẹ đi bỏ? Nuôi nó đó. Có hai bà cháu đó ở đó. Nhưng mà ba nó đâu? Ba nó cũng về ở bên mà Trần Khánh á. Dạ. Thì thôi nhau rồi, làm giấy tờ mà ly dị rồi đút vô tung tòa rồi mà chưa có giải quyết nữa. Thành ra mà anh ai nấy đi. Rồi mẹ là đi làm hay là đi đâu? Đi làm thành phố, bây giờ về rồi bắt đầu đi có người khác nữa. Nói, tôi không cho vô nhà đâu. Đi đâu đi. Sáng ra là hai bà cháu đó, bà cháu. Cầm giỏ đó. Dạ. Lột bơi mì không. Học lớp 4 rồi. Lớp 4 rồi hả bà? Dạ. Nhưng mà ấy bé đó, tên gì hả bà ơi? Nhưng mà gái Ngọc có học nó lên lớp 5 rồi đó. Bị nó tên gì con gái? Để chú nói nghe nè. Để chú con học lớp mấy rồi? Nói tiếng Việt hay lắm á. Hả? Nó nói rành lắm. Nói tiếng Việt hả? Ừ. Con học lớp 4 rồi hả? Con tên gì nói chú nghe coi. Dạ, tên Thư. Thư hả? Tên anh Thư. Anh Thư. Học lớp 4, lớp 4 năm nè. Rồi hiện tại bây giờ là con sống với bà hả? Với bà ngoại hả? Dạ. Rồi học có giỏi không? Dạ. Học giỏi hả? Học nó học học. Nó nghỉ học hết mười mấy ngày, gần nửa tháng á. Ôi sao lại nghỉ học kể chú nghe coi. Sao lại nghỉ học nói chú nghe coi. Chú gắn cái mic nè. Sao con nghỉ học nói chú nghe coi.
Hả? Sao lại buồn? Buồn chuyện gì? Nó buồn. Nó buồn mẹ con rồi, đi. Mẹ nó đi bỏ nó. Đi bỏ. Mẹ đi mẹ đi làm mà. Bốn đứa người ta còn nuôi nổi. À, lúc nãy một đứa mà nuôi không có nổi đó. Ngoại nói là lúc đầu thì mẹ đi làm, nhưng mà lúc sau là mẹ có người khác hả bà? Hả? Ý là nãy bà nói với con lúc đầu là mẹ đi theo thành phố làm. Dạ. Xong lúc sau là mẹ đi theo người khác về. Hả? Về. Rồi bệnh dịch đó trở về. Dạ. Mình ra trở về bây giờ gặp thằng khác. Trời đất ơi. Ôi, tào lum tào la. Rồi bây giờ mà con phải ráng học chứ, con phải ráng học để con sau này con lớn lên con có tiền con nuôi cho bà ngoại chứ. Học tiếng Anh á. Học tiếng Anh luôn hả? Ờ. Con học tiếng Anh con học được tới chữ gì rồi? Học hết bảng chữ cái chưa? Rồi. Rồi có học được giao tiếp chưa? Giống như mình hỏi bạn tên gì thì hỏi như thế nào? Ví dụ như what's your name là con biết là hồi gì lúc, không? Hồi lúc giúp ba nó lại chở nó đi chơi qua Trần Khánh thì nghe nó nghỉ học. Rồi thành ra nghỉ học cái thầy giáo nói kêu ba nó lợi giờ mà nói chuyện ba nó đi mất tiêu luôn. Dạ. Không dám lợi nữa. Rồi. Thôi ráng học nha. Không có được nghỉ học nghe chưa? Ráng học đi. Thế nào con học rồi sau này con lớn lên con đi làm có tiền con nuôi cho bà. Thầy giáo nha. Nói sao không? Con đi học con không có tiền, nói với thầy giáo đi, thầy cho tiền con ăn bánh. Trời ơi, thấy thương quá. Nhớ học nha Thư, ráng học nha con. Rồi bữa nào chú ghé rồi chú thăm ha. Bây giờ chú đi qua theo chị qua bên đây cái. Ôi, nó nói nhiều khi muốn khóc luôn á. Dạ. Nó cha con thì đi bỏ con, mẹ con thì đi lấy chồng. Rồi con sống với ai? Nó nói vậy á. Trời đất ơi. Con thương. Chết quá, mày nói thằng bậy thằng bạ hoài, mày nói chết vậy. Thấy thường cái nhà nói đó, nghĩ gì nói đó. Dạ con cảm ơn bà rất là nhiều ạ. Để bữa nào con ghé con thăm bà nha. Dạ. Dạ. Con biết mấy giờ hả chú? Giờ có 1 giờ. Giờ 1 giờ hơn rồi bà. Con vợ chưa? Giờ chắc cỡ đó bà. Vô đi học kìa. Trời ơi. Đây cả nhà thì giờ mình sẽ theo chị đi đến cái nơi mà chị chia sẻ với mình là có con ma lai hả chị? Sao? Con ma lai cả nhà. Coi cái như thế nào. Nhưng mà em nghe nói con ma lai là khi mà nó chỉ đi buổi tối thôi đúng không chị? Buổi tối. Đó, chỗ cái cây dừa này nè. Dạ. Người ta văng phê đồ cho đó rồi nó bay lại nó liếm quần rồi ông kia thấy. Ông kia chạy kêu. Trời đất ơi. Kêu ra cầm cây nó chạy về nhà mát cái đó. Dạ. Biến mất tiêu. Ui thấy ghê vậy ta. Mà tới giờ luôn là không thấy mặt mũi luôn đó. Thấy là đó. Cái sự việc đó xảy ra khoảng bao lâu rồi chị? Cũng mấy năm chưa? Cũng cỡ 2 năm mà. Dạ, ủa vậy là mới đây luôn hả ta? Mới đây. Nhưng mà đó. Sao nó lộng hành vậy ta? Tại người ta để đồ dơ á, nó lại nó ăn đồ dơ á, với mấy người mà ưa giặt mấy quần đen á phơi á. Dạ. Rồi nó lại nó liếm đồ này kia. Đó chợ đó. Rồi ông kia ở trong nhà đó không thấy rồi kêu mấy người ở trong đây nè. Dạ. Cầm cây rượt nó chạy biến vô chỗ cái nhà mát đỏ đỏ như vậy nè. Dạ. Vô chỗ mất tiêu nó. Còn mà theo em biết là ma lai là giống như là người bình thường của mình. Người ban ngày mình là luôn. Người bình thường của mình. Người của mình. Dạ, còn ban đêm là mới biến hành rút cái ruột ra đi. Đúng rồi. Rồi có chớp cái gì nữa đó. Cái đèn giống như chớp. Thì cái đó là mình cũng nghe nói rồi, cả nhà mình cũng chưa còn thấy bao nếu giờ nếu mà hết. Mình bắt nó, mình lấy bụi tre nè, mình chặn là nó không có về cái người của mình được là dạ. Nó chết. Rồi nó thấy mình nó chạy mất tiêu rồi, rồi ta đâu có biết xác nó ở đâu đâu. Nếu mà ta bắt được á là nó chết. Dạ. Vì chết nó... là sẽ phát hiện được cái xác. Đúng rồi. Còn giờ là không phát hiện được cái xác ở nhà. Không. Chắc nó sợ luôn rồi, tới đây nó sợ. Tới giờ luôn thấy luôn rồi không. Rồi qua ngày sau nó đi qua cái chùa đó. Có cái thằng kia nó đi làm về. Nó cũng nhát nữa, nhát thằng đó. Thằng nó chạy ra, chạy xe nè, nó đang nhậu xỉn gì đó. Chạy ra cái gheo. Thằng kia gãy hết mấy khúc luôn. Thôi đất ơi. Nó gượt thằng đó đó. Rồi á, người ta đâu có biết đâu. Sáng lại thấy thằng đó nằm một đống nè, ta chở lên bệnh viện, ta hỏi sao vậy. Nó nói ma lai á, gượt nó chạy. Tới giờ luôn đó. Bây giờ gãy còn băng ở đẳng nữa kìa. Ủa vậy là mới đây luôn hả? Mới đây. Nếu mà gãy tay mà là còn băng là bây giờ chỉ mới đây vài tháng thôi. Ừ. Mẹ của con. Không, cái này nhầm ma lai khác nha. Ma lai khác nữa. Ừ.
ở đó cũng chôn, giờ ma ma tóc dài ma gì dưới giếng á, nó ngồi như hồi đó nhiều chết quan chết yểu đó. Yeah. Nhóc luôn chỗ đó bên bển, rồi ta sợ quá ta cúng mấy cái gì đó, người ta đọc kinh đó. Yeah. Giờ cũng hơi hết rồi, rồi giờ từ từ tới bên mấy cái mã đó lại. Cái giếng mà chị nói đó là cái giếng đó là gọi là nghĩa như cái giếng gia đình thôi hay là như thế nào? Như là hồi đó người ta làm cái giếng á, giếng bỏ đó. Dạ. Như là hồi đó có người chết ở dưới đó, cũng vẫn còn xác ở dưới đó. Trời đất ơi. Ừ. Bởi vì ở đây người ta yếu yếu trong mình, người ta bệnh hoài. Bên kia cũng vậy nữa, bây giờ á là người nào yếu trong mình nha là đi hết. Có một lần á nhỏ kia nó đi làm về á, nửa đêm mà có 12 giờ. Ừ. Thấy nguyên chiếc xe lăn á, đi từ 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 nè. Ủa, ghê mà vừa ta. mình vừa đi lại là không có đó. Dạ. Rồi ta từ từ ta nói sợ ma, người ta kêu cái ông tâm tạng đó, làm tâm tạng đây nè. Dạ. Giờ lại là hơi bớt rồi đó, không có là đó dữ lắm đó. Bởi vì vô đây ai cũng sợ chứ đâu có dám vô đây cắt nhà đâu. Dạ. Từ mà có ông tâm tạng về tới giờ là ta cắt nhà nhóc luôn. Ông tâm tạng là chị mới làm đây thôi hả chị? Mới làm. Ở đây hồi đó linh lắm. Rồi bây giờ người ta cúng khiến gì đó, lâu lâu người ta làm lễ ở chỗ cây bồ đề này nè, là tới giờ hết luôn. Khi mà mình đứng ở đây mình nhìn qua cây bồ đề mình thấy rất là to luôn á. Ừ, như mấy nhìn chục năm rồi cái này. Quá dữ luôn. Và bên kế bên cây bồ đề thì lại có cái miếu ông tà cũng rất là linh. Ừ. Đó. Ai mà ngủ giấc tối ban đêm là chết với ổng. Nhưng mà cho chị ra đây, chị cho tiền chị ra đây chị ngủ, chị dám ngủ không? Thôi thôi, đừng kêu ổng á. Ông chú Long ha? À, ổng mới dám hỏi ổng. Ở đây không ai dám đâu, có ổng là dám đó. Ổng có sợ ai đâu, ông Long. Ổng ở đây ma cỏ, có ổng kêu ma thôi, tới ma cỏ mà kêu ổng gì. Gì ghê vậy chị? Gì đó, ổng sợ đâu. Ông đi tối ngày đó, dắt tối nửa đêm về, nhầm khi ông ngồi đó, người ta tưởng ma không đó. Dạ. Ở đây đâu có ai sợ bây giờ, từ từ. Hết sợ rồi. Thôi em với chị đi vô hướng bên kia đi. Đi. Tính ra hồi nãy giờ, những cái câu chuyện đơn giản mà chị thường thường chị gặp thôi, là ma lai là chị đã gặp rồi luôn. Gặp rồi hết trơn. Trời đất ơi. Em cứ nghĩ là ma lai thì chỉ có ở trong truyền thuyết thôi chứ. Trời, có thiệt á. Tại vì hồi đó giờ em không có thấy, nhưng mà những giống như là những cái vong linh ở những cái phần mộ thì em đã có từng thấy rồi. Như người ta hiến cho mình nó thấy á. Dạ. Rồi chị hỏi chú Long, chú Long dám ngủ ở đây không? Chú Long dám ngủ ở đây không? Ngủ là dám ngủ ở đây không? Ông nói có gì đâu mà sợ gì. Đây nè, để thấy kìa. Chà, không sao nằm. Sợ không? Hả? Sợ sợ không? Ngủ đây sợ không? Đâu có gì chở đâu nằm. Không, sợ ma không? Không đâu. Ma đâu sợ. Nằm ở đây. Không có sợ đâu. Trời ơi. Má nhỏ ông con nghe. Dạ. Quen rồi, đâu mà. Ông nói ra thì mình nghe, còn mình nói ra bảo ổng không có nghe. Nè, mấy đứa nít lại đi chơi hoài nè, đâu có sợ đâu, ban ngày đó. Không đứa nào sợ hết? Không, có đứa nào sợ ma không? Nhỏ này cũng không sợ. Trời ơi. Đi ban đêm không đó, mấy trời đứa này. Trời ơi. Ghê vậy. Rồi tụi con ra miếu ông tà, tụi con có hay xin phép ông tà không? Ừ? Nhớ nha, dù có làm gì phải xin phép ông tà nha chưa. Ở đây thì mình thấy cái cây bồ đề này khá là to ở nhà, và hình như là khúc chỗ này hình như là có cái tảng đá hay gì nè chị, đúng không chị? Đúng đúng, đá. Mà sao nó đá mà nó lên tới cái thân luôn nè. Tại nó mập bự quá. Ủa bự lắm, ý là nguyên cái cục đá luôn á. Đá, đúng rồi. Ở dưới nữa kìa. Ừ. Cái này là ai dục lên hay sao ta? Không đâu, tự nó vậy đó, cái cây nó mọc lên vậy đó, rồi cục gạch theo luôn á. Cục gạch đi theo luôn. Ủa vậy ngày xưa ngay chỗ này là cái gì chị? Hay là do cái nền này nó nứt thì nó lên ta? Không đâu, xưa là cái này là cái kêu bằng cái miếu linh. Miếu hả? Miếu. Đây nè, giống như cái cục này nó bị bể ra nè. Ủa bà ơi. Bà, ngày xưa ở đây là cái gì mà sau đó mới xây lên miếu ông tà bà? Biển cơ.
Ngày xưa ở đây là cái gì ha bà ha? Ngày xưa ngay chỗ cái gốc cây bồ đề này là cái gì? Gì? Ý là ngày xưa ở đây là có cái miếu hay là cái gì không? Không có cái miếu, chỉ là cái ông tà thôi. Dạ. Đó đó đó. Tại con thấy người ta xây lên lại, xây làm miếu cho. Dạ. Con thấy trên cái cây bồ đề nó có cục đá bự lắm. Hả? Trên cái cây bồ đề nó có cái cục đá bự lắm. Còn ừ, chắc người ta lấy xuống rồi. Còn. Còn. Còn cục đá bự chán lắm. Ừ. Ở một cái trên dạ đúng rồi. Bồ đề đó. Người ta lấy xuống cái gì đó. Còn rồi bà. Còn trên cây á. Đây là chắc ngày xưa là ông chủ ông xây nè quá. Và chủ đất xây cái nền này. Này chắc cũng phở mà chủ đất người ta này. Chủ đất luôn. Dạ. Người tiều á, người ta xây cho luôn. Ở đây là mã người tiều không à. Đó một vòng xung quanh bự như này là 4-5 cái mã ở trong đó. Mã bự á. Nhưng mà tại sao người đây gọi là khu mã voi vậy, nghĩa là cái tên nó là vậy hay sao chị? Không, cái tên vậy nè là khu mã voi mà vô được ra không được. Tại đây người ta nhiều thấy ma nhiều lắm rồi. Dạ. Nếu có người ta, lại nhập xác nha, nhập xác. Có nữa đó. Chịu không ha? Chị chơi vậy bà? Ừ. Có nhập xác nha. Nhập xác á, nói chính chiều không mà mình nghe đâu có biết đâu. Đúng. Ý là bà có bao giờ chứng kiến được cái cảnh nhập xác chưa? Ừ, thấy. Thấy luôn hả? Ừ, người ta còn ngồi lại mà cúng á. Dạ. Ồ vậy là quá linh luôn á. Này linh lắm, bởi vì ta nói là vô được ra không được. Tiều không à. Dạ. Tiều không à, bị tiều thở lại mà đốt nhang ta đó. Lúc đó bà có sợ không bà? Hả? Lúc đó bà có sợ không? Bà thấy nhập xác bà có sợ không? Có sợ đâu cho bằng ngày vậy đâu có sợ. À. Người ta lại cúng là bằng ngày. Bằng đêm mới sợ. Tối đi hết chơi rồi không có ai ở đây đâu. Có chiều cái gì mà. Bà đang cắt cỏ à? Này cả nhà mình sẽ đứng xa xa mình coi cho cả nhà xem cái cây bồ đề nè, với lại cái miếu ông tà cho cả nhà xem nè. Rất là to luôn. Phải nói từ xa mà nhìn tới là rất là bự luôn á. Bự lắm. Chắc cả năm mấy á. Mấy chục năm, ngàn năm mà. Năm mấy tuổi. 10.000 năm. Nè ở đây cũng vậy nè đó, đó người ta chưa chết người ta để gì nè. À. Rễ nó tới đâu á nó mọc tới đó luôn. Ủa sao cái cây bồ đề mà nó mọc lên đây nữa ta? Nè, cái rễ mà. Đó. Ôi là cái này là chưa có chôn đúng chưa, không chị? Chưa, cũng giống như chú Long nãy ngủ vậy đó, chưa dạ. Chôn. Còn dạ. Mấy cái mà u giống vậy nè, là chôn rồi. Dạ. Ở nhà coi nè, nó mọc lên mà nó nứt cái mặt đây luôn. Ồ như vậy là chôn là mình ta chỉ dở cái này lên, xong ta để cái hàng ở trên đây luôn hả ta? Mình đào cát ra, rồi mình mới bỏ vô. Vậy là chôn trên mặt đất luôn rồi? Đất không rồi, ta chán giống vậy đó, cho dạ. Mình đó. Ý em nói là cái hàng nó nằm trên mặt đất luôn. À. Đâu có chôn sâu giống như mình ngày xưa ha? Không, không. Hồi xưa là chôn trọng đó, tuốt dạ. Trong trọng đó, bây giờ là hết rồi. Hồi nãy mình có chỉ cả nhà cái hồ cá đó, thì nãy chị có chia sẻ là cái hồ cá là có cái cô kia bớt đi lưới cá là bị... Có người kêu. Người kêu trong bụi tre cả nhà. Đó, bụi tre đó. Đúng là vô đây mà... Nếu mà không có chú Long ở đây thì chỉ có những người đây kêu. Đó, nhờ có tâm tạng đó đó. Dạ. Không có tâm tạng là ở đây người nào không dám vô hết trơn. Trời ơi. Từ mà làm tâm tạng về rồi là người nào người nấy không có sợ luôn. Như là hồi đó giờ là chị sống ở đây là chị gặp bao nhiêu lần chị nhớ không? Cũng 2-3 lần. 2-3 lần. Lần đầu tiên là Malai nè. Malai, rồi với cái bóng đó không à. Dạ. Còn cái ông mà bị tai nạn xe là cái cô kia gặp ha. Cô kia gặp cô bà bán cà phê á. Dạ. Ồ, khá là ghê cả nhà. Là chị là chỉ là buôn bán bình thường thôi. Dạ, với số bán với số với đi dọn dẹp nhà cửa cho người ta. Dạ. Rồi nhầm khi á không có tiền cho mấy đứa này đi học nữa. Trời cũng phải gắng đi bán, rồi trời mưa trời gió cũng gắng đi bán. Rồi ông xã chị làm gì? Đi khiêng ma đó, nhầm khi có nhầm khi không nữa, đi từ thiện á. Dạ. Rồi người này cũng cho chút chút vậy đó, đứa 10.000 đi học vậy đó. Rồi bắt nhỏ kia đâu có đi đâu, rồi nó đớp này nó đâu có chịu ai đâu mà đi. Dạ. Cái đứa nhỏ hồi nãy là con mẹ con. Đây cũng con nè đó, con của chị hồi này con. Vậy là mấy đứa?
bốn đứa. Bốn đứa. Đó nhỏ này, nhỏ này, dưới dạ. Thằng này nè. Trời ơi. Còn mấy đứa kia là cháu. Mấy đứa kia là cháu hả? Cháu. Mẹ nó đi bỏ hết rồi đó. Nó hai đây nè. Ôi sao kỳ vậy? Ý là mẹ đi làm hay là đi thế nào? Mẹ nó đi Bến Tre làm. Dạ. Bỏ lại hai đứa này, nuôi hai đứa này nè. Trời đất ơi. Dạ thì hôm nay coi như là em đến đây em cũng cảm ơn chị đã dẫn em cũng như là chia sẻ cho em một số cái câu chuyện mà có thật ở đây như là chị đã từng thấy. Thì em thì không có gì nhiều, em có phần quà cái này là của một chị Mạnh Thường Quân giấu tên. Cái này là bạn của chị Kim Chi ở bên Đài Loan. Thì em chích ra là 300 ngàn để gửi cho chị giống như là coi như là mua sữa cho mấy đứa nhỏ hả chị ha? Dạ, em cảm ơn. Dạ, thì có dịp sau thì em ghé giống như có những phần quà đó em sẽ ghé em gửi cho chị. Dạ. Hôm nay thì vô tình mình gặp được chị cũng như là biết được chú Long sống ở trong cái khu Mộ Mã này cả nhà và do đó là biết được thêm những cái câu chuyện khá là tâm linh ở cái khu Mã Voi này. Rất là mong sẽ có dịp mình sẽ đến đây để mà mình khám phá thêm nhiều câu chuyện hay hơn nữa. Thì các em cũng xin kết thúc cái video tại đây. Nếu cả nhà có ý kiến gì hay là biết những địa điểm tâm linh nào thì có thể bình luận dưới phần đồ giúp Di ha. Còn giờ Di xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Em bye bye cả nhà nha. Bye bye mấy đứa nha. Bye bye chị nha. Cảm ơn chị nhiều. Dạ. Chị đi thôi, giờ mấy hai chị em mình vô đi. Dạ. Đi vô tụi con, mưa tới rồi trời, mấy đứa nhỏ nó chạy kìa. Ôi là trời, té đó nha.